Chào các con, cô Hồng Vân rất vui mừng chào đón các con đến với bài học tiếp theo trang số 9. Tên bài là Ten Little Innings. Và bài này thì chúng mình sẽ ôn lại vị trí nốt re ở khóa pha một chút nhé. Bây giờ thì cô sẽ hướng dẫn cho các con đọc nốt nhạc từng khóa một. Chúng ta sẽ bắt đầu với khóa son trước. Bây giờ các con nghe cô lấy nhịp đều và cô sẽ bắt đầu đọc này. Chỗ nghỉ dài quá thì cô sẽ đọc luôn phần sau nhé. Rồi, bây giờ bắt đầu này. 1, 2, 3, 4. Đô, 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 đô. Đô, đô, mi, son, son, mi, đô. Nghỉ. Rồi, tiếp theo dòng 2 sẽ có. Đô, 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 đô. Đô, đô, mi, son, son, mi, đô. Rồi nghỉ tiếp. Như vậy là câu nhạc này và câu nhạc phía dưới giống hệt nhau đúng không? Còn ở khóa pha thì có nốt nhạc gì nào? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Rê, 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 rê. Rê, rê, si. Rê, rê, si. Son. Rồi, nghỉ tiếp theo và đến đoạn cuối. Rê, 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 son. Son, đô, hai. 3, 4. Sau đây cô sẽ hướng dẫn cho các con chơi trên đàn. Các con cùng quan sát màn hình nhé. Đối với tay phải của bài Ten Little Indians thì các con sẽ đặt tay ở vị trí đô trung tâm. Và vì bài này có sự kết hợp của cả nốt đen và móc đơn, và như vậy thì chúng ta không nên lấy nhịp nhanh quá khi tập nhé. Chúng ta phải từ từ, rồi sau đó chúng ta chơi tốt thì chúng ta sẽ tăng tốc độ. Bây giờ thì cô sẽ hướng dẫn cho các con phần khóa son. 1, 2, 3, 4. Đô, 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 son, son, đô, đô. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Đô, 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 đô. Phần của khóa son. Còn phần của khóa pha thì chúng mình sẽ nghỉ hai ô nhịp rồi chúng mình mới bắt đầu chơi. Nốt re là nốt đầu tiên thì chúng ta sẽ đặt ngón một ở nốt re. Rồi. Bây giờ cô bắt đầu này. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Re 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 re. Chơi của khóa pha. Còn bây giờ thì cô sẽ chơi hai tay từ đầu đến cuối. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Đô 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 đô. Cô sẽ chơi với lại nhạc tốc độ chậm và nhanh nhé. 1 2 3 4. Thank you.
tốc độ nhanh như sau. 1, 2, 3, 4. Như vậy, cô Hoàng Vân đã vừa hướng dẫn xong cho các con bài Ten Little Indians. Các con luyện tập bản nhạc này nhé. Chào tạm biệt các con.